Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự sinh hoạt chi bộ thôn Đức Phú, xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Chi bộ thôn Đức Phú có 50 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt tháng 6 năm 2022, chi bộ đánh giá thực hiện nghị quyết tháng 6 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7. Trong đó, lãnh đạo bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024, thu hoạch lúa xuân, triển khai làm vụ mùa, làm tốt công tác xử lý rác thải tại hộ gia đình và biểu dương kịp thời các đảng viên làm tốt công tác này, tăng cường quản lý đất đai, xử lý các hộ vi phạm theo kế hoạch 93A. Các đảng viên thẳng thắn thảo luận đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp để xây dựng công tác đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương như làm đường ra đồng, đường cứu hộ cứu nạn, khắc phục tình trạng sạt lở bờ bãi, xây dựng khu vui chơi, quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Đề nghị cấp trên quan tâm tạo điều kiện để thôn nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đồng thời tập trung thảo luận thông qua nghị quyết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao chất lượng buổi họp chi bộ thôn Đức Phú, các ý kiến đóng góp phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng chí Trần Quốc Văn đã giải đáp một số ý kiến đề xuất của các đảng viên và chỉ đạo huyện Kim Động cùng các sở ngành khẩn trương xử lý, đồng thời thông báo với các đảng viên trong chi bộ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phòng chống dịch COVID-19, những cơ chế chính sách của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, người có công với cách mạng liên quan đến chi bộ thôn như dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch. Đề nghị các đồng chí đảng viên ở trong chi bộ ta liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng đoạn đường đi qua thì ta nên vận động quần chúng nhân dân ủng hộ. Đây là chủ trương lớn của tỉnh, đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh, tức là đưa Hưng Yên nên phải xứng tầm với khu vực. Muốn phát triển kinh tế trước thì đầu tiên nó là phát triển giao thông. Sau phát triển giao thông thì phát triển công nghiệp, rồi đô thị, rồi chỉnh trang. Đi đôi việc đó thì công tác an sinh xã hội. Thế còn hôm nay thì tôi cũng thông báo các đồng chí là đã nắm được cái chủ trương của tỉnh. Hiện nay tôi đã giao cho Sở Thương binh và Lao động Xã hội rà soát. Trong đó thì tất cả toàn tỉnh, những người nghèo, người già cô đơn, không nơi nương tựa mà không có khả năng thoát nghèo thì tỉnh sẽ nuôi trợ đồng, tức là chuyển từ hộ nghèo sang bảo trợ xã hội, sẽ trợ cấp hàng tháng. Thế còn vấn đề nhà ở thì tỉnh thường xuyên liên quan đến nhà ở, không phải là gia đình người có công đâu mà tất cả những hộ nghèo và khó khăn về nhà ở thì tỉnh đã hỗ trợ rồi. Tuy nhiên ở đây thì hỗ trợ chắc chắn này vẫn chưa được hết, đúng không? Thì tiếp tục cuối năm nay thì là chương trình tiếp tục rà soát những người khó khăn là nhỏ, trong đó có người có công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị chi bộ Đức Phú tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, nghiên cứu đề ra những nội dung và giải pháp sát thực với đời sống và mong muốn của đảng viên và nhân dân để triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả.